Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kèo nhà Airdrop miễn phí VTrade các bạn. Nhận miễn phí 400 token EFT trị giá 1.000 đô la nha các bạn. Rất là ngon luôn. Kèo này ngon lắm các bạn. À, cho nên là các bạn hãy tranh thủ lần này nha. Làm cái kèo này bởi vì tổng cung của nó chỉ có 750.000 EFT thôi các bạn. Và nó sẽ chuẩn bị list lên sàn Binance nha. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm ngay. Thì các bạn có thể tìm hiểu dự án này bằng cách là search trên YouTube hoặc là trên Google nha, để tìm hiểu thêm. Nhưng ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn đăng ký để các bạn nhận được 40 token EFT nha. Rồi, thì để đăng ký, đường link thì mình để dưới mô tả video cho các bạn hoặc là ở cái bình luận đầu tiên của video á. Rồi, các bạn hãy copy cái đường link đó nha. Rồi các bạn mở VTrade lên, các bạn sẽ làm theo mình nha. Đây các bạn mở VTrade rồi các bạn. Bạn mở VTrade lên nha. Mở VTrade lên nha, Trade Wallet nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào đáp nè. Chữ D nè các bạn đó. Bấm vào đây. Rồi các bạn gõ cái em bằng đè xuống các bạn dán cái đường link nó vào nha. Rồi các bạn enter nó đi. Nha các bạn. Rồi. Sau đó thì các bạn nó ra cái gì vậy các bạn? Rồi các bạn thấy nó ra như thế này để các bạn, nó ra giao diện như thế này để các bạn bắt đầu tạo một tài khoản nha. Bằng cách là các bạn hãy đánh là name, tên của bạn ha. Tên của bạn thì các bạn đánh cái gì cũng được ha. Rồi đánh không dấu đi các bạn. Cứ đánh đi. Rồi, email. Các bạn cứ điền email các bạn vào nha. Rồi, cái ở dưới là Telegram handle. Tức là các bạn hãy lấy username của Telegram nha. Thì cách lấy username của Telegram rất là đơn giản các bạn. Các bạn vào Telegram nha. Sau đó các bạn đi vào ba gạch nè. Rồi các bạn lít vào cái này. Ha. Các bạn lít vào đây. Rồi các bạn thấy cái dòng này nè. Đó là username nha các bạn. Nếu mà ai chưa có cái dòng đó thì các bạn đặt vào nha, đặt tùy ý luôn các bạn nha. Đặt vô. Nhớ có chữ A cộng đầu tiên đặt vô, rồi xong các bạn bấm vào. Bạn copy nha. Copy. Rồi sau đó các bạn quay lại. Các bạn dán vào đây. Đó. Rồi bỏ cho A cộng đi các bạn. Bỏ cho A cộng đi. Bởi vì A cộng là cái ấy thôi chứ không phải là cái username rồi. Các bạn bấm Create Account nha. Bấm vào Create Account. Đó, địa chỉ thì đã được làm ơn địa chỉ này á thì đã được tạo đăng ký, làm ơn đi đến trang để sử dụng với địa chỉ này và sử dụng một cái địa chỉ mới. Vâng, nó tự nó đi đến các bạn. Rồi đây bạn, các bạn được tặng 40 nè các bạn xem ha, được tặng 40 reward nha. Đó, rồi, để đi giới thiệu thì các bạn hãy vào cái chữ referral nè các bạn bấm vào đây. Cái dòng cuối cùng các bạn là bấm vào đây, referral. Ha, rồi các bạn sẽ copy cái đường link này, các bạn đi giới thiệu nha. Thì ở đây mình sẽ để đường link ở dưới mô tả video, các bạn hãy bấm vào bấm copy mà dán vào đáp giống như trên Trust Wallet hồi nãy mình làm cho các bạn xem á, để ủng hộ mình nha các bạn. Thì ở đây mình tạo để mình giới thiệu cho các bạn thôi chứ chưa có một cái người giới thiệu nào hết ha. Rồi bấm copy nè các bạn, rồi các bạn đi giới thiệu thôi nha các bạn nha.
Đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở các mục này nha. Reward nè. Ha. Submit qua request nè, không? Các bạn đang nó được nè. Nó được thưởng ha. Được thưởng bao nhiêu đó ha? Yêu cầu. Rồi các bạn đây submit withdraw request thì các bạn bấm vào đây thử. Các bạn bấm mũi tên xem thử. Rồi. Nên các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Tổng cung là chỉ có 750.000, 750.000 thôi nha các bạn nha. À, cho nên các bạn hãy nó kết thúc sớm đó các bạn, cho bạn trong hội lùm nha nha. Giá là hiện giờ là một cái hiện tại là 0,05 đô các bạn. Đó. Rồi được thưởng. Rồi. À, chỉ nó chỉ cần đơn giản như vậy thôi các bạn. À, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là copy cái đường link ở trong mô tả video nha, hoặc là cái đường link ở dưới cái bình luận đầu tiên để ủng hộ mình nha các bạn. Và ai chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì có thể bấm vào cái nút đăng ký trên kênh YouTube của mình nha, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả nha các bạn, để có những thông tin cần thiết mình up kênh YouTube để các bạn theo dõi nha. Rồi, chúc các bạn nhận được kèo này thành công và có nhiều tiền nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.